trước khi cầu thần, chúng ta nên xem xét lại chính mình. Về ngày vía thần tài là ngày lễ lớn trong năm của thần tài, có thể thêm phước lành cho chúng ta nếu cúng kiến hợp tình. Một trong nhiều thuyết cho rằng khi ông thần tài xuống trần gian, liền mang nhiều may mắn cho những gia đình ông đã từng đến chúng ấy. Mỗi năm ông về trời vào ngày mùng 10 tháng giêng, nên dân gian lấy ngày này làm ngày vía thần tài. Người xưa luôn tin tưởng rằng mua vàng sẽ gặp nhiều tài lộc vào ngày này, công việc hanh thông cả năm. Dù bạn có tin hai ông thổ địa thần tài có thật hay không, mỗi khu vực, mỗi địa lý đều có vị cai quản. Các vị lưu ý, trước ngày cúng nên lau dọn sạch sẽ bàn thờ. Những vật phẩm trong năm nên thay thế đi, ví dụ như củi gạo, muối và cả hũ ngũ cốc. Xính lễ vẫn như những bài thải toàn khuyến nghị, có thể cúng bất kỳ thức ăn nào, nên cúng chay giảm sắc xanh. Dịp này là để trả lễ, để tạ ơn ông đã phù hộ cho gia đình. Ông địa bọn thần tài thuộc địa chủ thần, trong lục đạo chúng sanh các ông vẫn có thói quen ăn uống như người phàm. Tuy nhiên, chính nghiệp phước mỗi người không nên sát sanh. Ngoài những sính lễ đơn giản như gạo, muối, nước, hoa quả, bánh trái hoặc là ít thịt, thì kèm theo bộ giấy cúng, lễ vật quan trọng nhất chính là tâm thành của người cúng. Vào ngày này, ngày vía thần tài, người ta có niềm tin mua vàng sẽ được nhiều may mắn. Các vị lưu ý, mỗi nơi có thần cai quản, để thần phò hộ, chúng ta cần sống thiện làm lành. Giả dụ muốn xin xỏ bạn bè việc gì, bản thân của mình phải như thế nào, phải uy tín ra sao. Xính lễ gì, đốt giấy tiền ra sao, tùy vào điều kiện và sự đồng thuận những người sống trong nhà. Không nên vì tế lễ thần linh mà lại sát sanh, đốt giấy tiền lại quá nhiều, vừa gây phiền hà người xung quanh, vừa tổn giảm thọ mạng của chính mình. Về việc mua vàng ngày này sẽ có thể may mắn hơn. Tuy nhiên, bạn có tâm trạng vui vẻ, không nhất thiết phải mua vàng, mua bất kỳ món gì yêu thích cũng đều mang lại may mắn. Hải Toàn kính chúc các vị được nhiều phước lành, cúng không sát sanh, cúng kiến trong tâm thành.